lời khai người chở xác đến công an phường ở thành phố Hồ Chí Minh đầu thú. Người đàn ông 32 tuổi khai do mâu thuẫn tình cảm đã dùng dao đâm chết người phụ nữ rồi chở đến công an phường ở thành phố Hồ Chí Minh đầu thú. Ngày 19 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công quận 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh lấy lời khai của Đỗ Tấn Lộc, 32 tuổi, ngụ quận 7 để điều tra về cái chết của bà TTN, quê Trà Vinh. Theo cảnh sát, Lộc là nghi phạm lái ô tô chở thi thể người phụ nữ đến công an phường Tân Thuận Tây, quận 7, đầu thú vào sáng nay. Cảnh sát sau đó đã kéo phương tiện từ công an phường Tân Thuận Tây về trụ sở công an quận 7 để phục vụ cho công tác khám nghiệm pháp y. Theo lời khai ban đầu, Lộc đã lập gia đình nhưng có tình cảm với chị N, con chủ tiệm vàng ở Trà Vinh. Chiều ngày 18 tháng 9, Lộc và chị N hẹn nhau ở Trà Vinh để đi làm răng. Trên đường di chuyển, chị N liên tục hối thúc Lộc ly dị vợ. Cả hai sau đó xảy ra mâu thuẫn. Lộc được cho đã sử dụng hung khí đâm chị N, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Lộc chở thi thể người tình đến thành phố Hồ Chí Minh và được người thân vận động ra đầu thú. Cảnh sát đang lấy lời khai Lộc để làm rõ thêm động cơ gây án. Công an tỉnh Trà Vinh đang phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc cũng địa điểm nơi Lộc khai đã sát hại nạn nhân.